Trình Duyên cập nhật tiếp gan ngô của chùa Công Ông Chớp cho cả nhà xem á. Thì khi nãy Trình Duyên ghi hình thì không có ai lại, bây giờ người ta lại mở cửa nhà ghe, Trình Duyên sẽ vô ghi hình cho cả nhà xem cận chiếc ghe luôn ha. Thì cái này là chắc cái đầu hay cái đuôi gì nè cả nhà. Phơi dán dán này mưa ướt hết trơn à. Cây này là cái đầu hay cái đuôi gì nè cả nhà. À, nhà ghé chùa Công Ông Chớp ha. Dầm. Rồi sổ luôn anh em ơi. Có đuôi chưa có bung ra, mới bung được cái đầu à. Ở Trần Dương còn ghi hình được cái ghe cũ rồi cả nhà, ghi hình được chút xíu ghe cũ ha. Vậy là bữa nay người ta lại người ta bung ra hả anh? Vậy hả? Vậy là mình bung hết chiếc ghe ra luôn, đặng mình sửa lại. Đó. Thì mình quay còn chiếc ghe cũ một chút đi. Cái đầu tháo ra rồi à. Bây giờ mình quay được phần qua văn của ghe cũ đi, nữa có qua văn ghe mới à. À, cận cảnh chiếc ghe là đã tháo ra rồi cả nhà. Vậy là bung ra hết, sửa lại ha. Công Ông Chớp. Hồi nãy ghi hình vòng vòng ở ngoài chùa, không có ai mở cửa. Bây giờ mở cửa thì Trần Dương vô quay cận cảnh cho cả nhà xem. Thì cái đầu này cũng tháo ra, thì cái cây mới nãy là Trần Dương thấy là nửa chắc là làm đầu hay là làm đuôi gì của cái ghe cả nhà. Cái này là cái mũi nè, cái mũi cũ nè cả nhà. Đã tháo ra rồi ha. Xe để đâu? Ghe Công Ông Chớp thì là vậy là tháo ra hết nha cả nhà, tháo ra hết để sửa lại nha. Cây này nó cũng cũ, nó cũng mục rồi trời. Cái này, cái đầu này muốn mục rồi nè, bởi vì tháo ra thay phải rồi. Còn ghe kia là ghe số 1, ghe cũ. Ghe đó chắc ghe tập quá. Ê, tháo ra hết mấy cái bè nha cả nhà. Vậy là từ bữa nay hình như là người ta lại người ta bung hết luôn nha cả nhà. Bung hết ghe ra để sửa luôn nha. Thì mình lại mình coi cái hoa văn ngày cuối cùng, coi hoa văn của ghe ngô chùa Công Ông Chớp. Hoa văn cũ ha. Để xong là người ta tháo ra hết. Coi răng cũ đây. Mà nãy thì vòng vòng ngoài cái cần câu màu vàng á, cặp cần câu màu vàng, cặp cần câu màu xanh. Hôm nay tưởng là bung rồi chứ chưa bung ta, mới luôn phần đầu à. Thấy mấy ổng vô làm quá trời, tưởng làm bung rồi hết à. Giờ mình quay mấy hoa văn cũ đi nữa, mình vô mình quay hoa văn mới. Hoa văn này cũng quá đẹp mà. Thank you.
Vậy là bữa đó khởi công là tới bữa nay luôn hả chú? Khởi công là tới bữa nay mới chưa có làm luôn. Đó. Vậy là có khởi công bữa là chạy qua chỗ khác. Dạ. Chỗ khác làm tiếp. Tháo được mới. Quay lại mình nữa. Dạ. Giống như là lãnh hai ba chủ quay qua quay lại. Chạy xô. Chạy xô. Tháng này là mấy ổng chạy xô dữ lắm. Hết chùa này tới chùa kia. Vậy là bữa nay qua đây bung cái chiếc này ra. Mấy cái này là mấy cái đinh nè, thấy không? Mấy dấu đinh nè, là kẹp mấy cái cong này nè. Giờ mình tới dựng sơn lên đâu có thấy rồi, thấy không? Tháo ra mới thấy. Sơn cho nó liền do luôn á. Đây là hoa văn cũ, mình xem lại hoa văn cũ của gan ngò chùa Công Ông Chớp này cả nhà. Thì nữa sẽ sửa lại và có hoa văn mới. Thì Dương sẽ vô ghi hình tiếp tục cho cả nhà xem. Dầm còn mới quá trời. Mấy cái cong đây nè, cong tháo mới để đây cả nhà. Rước thêm dòng ghe này, ghe cũ, ghe này cũng chắc cũng lâu dữ lắm mà ha, hay chưa ha, ghe này cũng lâu dữ ha, ghe cũ nè. Hạng 3 hả? Hạng 3 của huyện hả? Của tỉnh luôn á. Có tỉnh luôn á hả? Mà đó thị xã mình lên tỉnh chứ đâu. Ghe này nè. Ghe mình kỳ tượng sến. Vậy là lên tỉnh là hạng 3 đó hả? Ghe mà ghe sau này nữa hả? Ghe là sau. Ờ, ghe hạng 3 đâu? Ghe hạng 3 là qua bên kia rồi hả? Cái này đóng mới, còn cái hạng 3 là đi rồi, không có ở đây. Năm năm đóng chiếc. Chiếc này cũng còn chiếc kia là không có ở đây hả chú? Dạ nhất huyện cái sách. Huyện cái sách 2014 rồi. Còn chiếc này bây giờ mình có sử dụng tập gì không? Không có tập. Để luôn hả? Để. Dạ. Không có khả năng để sửa. Nếu mình sửa lại mình vẫn là bơi được mà. Nó còn quá trời mới kìa. Hồi đó đây có ghe nữ mà phải không chú? Sau này không có, sau này Buôn Chớp mình không có nữ ha, không có ghe nữ ha. Kim đào mướn nữ. Nữ khó kiếm ha. Nữ thấy chị có bên tùm núp là mạnh. Tùm núp nó kêu bên đây qua phụ. Vậy đó. Bên đây được vài người. Dạ. Cũng có vài người bên đây nữa. Đâu có chỗ, một chỗ không có đủ em người bơi đâu. Dạ. Nó gom ấp này ấp kia ấp nọ lại mới có đủ người. Dạ. Giống như là khu vực này là không có nữ bơi. Dạ. Bắt đầu mới vô trong ruộng trọng á là kêu bằng kinh tập á. Dạ. Mới có nữ bơi. Tại vì cái dùng nước. Rồi ngày xưa mình tập nữ bơi là mình tập ở đâu? Ở đây luôn. Ở đây. Ở vàng này luôn. Tại vì mình ở đây giống như hồi đó tới giờ là mình chỉ có xe cộ. Dạ. Còn người ta trong kia thì người ta không có xe cộ, người ta dùng nước á, người ta bơi, người ta mới bơi. Bơi, người ta ra bơi. Rồi, người ta bơi mới nó quen tay ha. Chứ còn mình người ở đây không có người nữ nào bơi được hết chứ. Dạ. Người ta đi xe không mà. Đúng rồi. Giống như là mộ kinh tập dạ canh đồ đó, mấy người trong sông nước. Trời, cái này là dầm này chắc cũ rồi, không có xài á. Dầm. Dạ. Dầm này quá trời dầm luôn. À, cái này dầm mới nè.
có bơm chớp, còn mấy cái clip quay ghe bơi cũng dữ lắm mà, cái chiếc này nè năm ngoái á. Hy vọng năm nay sửa lại ngon lành. Rồi vậy là chưa có thợ lại nha. Thợ mắc chạy xô rồi. Bây giờ chuyện vệ sinh. Dạ, đây chuyện vệ sinh kết thúc video cả nhà. Chị đi chú ơi, đi dạ. Anh đi chú, cảm ơn chú. Rồi xem xong cái hoa văn ghe ngo của chùa Công Ông Chốt cũ thì mình sẽ có nữa, sẽ có hoa văn mới nha cả nhà. Còn đây là một là cái đầu, hai là cái đuôi ha. Một là cái đầu, hai là cái đuôi của ghe ngo chùa Công Ông Chốt ha. Bây giờ thì chuyện vệ sinh xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.